Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021, giờ Houston. Thưa quý vị, vào chiều tối Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021, giờ của địa phương thành phố Waukesha thuộc tiểu bang Milwaukee, trung bắc của nước Mỹ, xảy ra một sự kiện rất là thương tâm và đau lòng. Khi mà một người đàn ông 39 tuổi tên là Andrew Brooks lái một chiếc xe SUV đời năm 2010 gọi là xe Maroon Ford Escape. Anh lái chiếc xe đó, anh chạy nhanh, anh chạy thông qua, anh chạy gọi đâm thẳng vào đám đông đang có cuộc diễn hành ăn mừng Tết và ăn mừng Christmas, Giáng sinh. Tức là thành phố này trong năm thập niên qua, năm nào cũng tổ chức Merry Christmas and Happy New Year. Nhưng năm nay lại có một chuyện, đó là chỉ là một cuộc diễn hành bình thường thì có một người đàn ông như là nổi cơn điên, chạy xe thẳng tông luôn tất cả những người trong đám đông đó, làm cho 5 người bị tử vong ngay và khoảng chừng 50 người bị thương tích. Trong đó có 18 trẻ em bị thương tích luôn. Thật là đau lòng. Thưa quý vị, Andrew Brooks này đã có rất là nhiều tiền án. Từ năm 1999 tới nay là anh đã có 10 tiền án rồi. Khi anh còn 17 tuổi năm 1999 thì anh đã đánh người bị thương tích và anh có nhận tội. Rồi vì năm 2020 tháng 7 năm ngoái, anh có cãi nhau với một người trong họ hàng. Và rồi anh cầm súng ra, anh bắn lên trên trời. Cái việc làm đó là việc làm phi pháp thôi quý vị. Nên anh cũng đã bị bắt và truy tố về cái tội xả súng bất cẩn. Lỡ có chuyện gì xảy ra thương tích thì không được. Anh bị bắt và truy tố thì lúc đó tòa có đặt cái tiền tại ngoại, tức là tiền bail, bail bond là 10.000 đô la. Nhưng sau đó thì luật sư của anh xin nó hạ xuống còn 7.500 và kéo dài cho đến tháng 2 năm 2021 thì luật sư của anh xin tòa là cho một cái phiên tòa nhanh chóng đi, nó gọi là speedy trial. Nhưng mà trong cái dịch Covid-19 này tòa cũng chưa có xử được, nên cuối cùng thì anh điều đình với công tố viện và anh nhận tội. Tòa cho anh một cái bond lúc đó là 500 đô la để anh đồng ý ra ngoài. Thì anh đã đóng cái tiền bond 500 đô la đó. Anh nhận tội để được tòa phán quyết vào ngày 18 tháng 11 cho đi một thời gian ngắn ở trong tù. Nhưng khi anh ra được khỏi tù đó thì vào ngày 2 tháng 11, cách đây 3 tuần, thì anh tới một cái cửa, gõ cửa ở một khách sạn, một motel thôi. Chắc có lẽ một người phụ nữ, một là người gì đó mà anh yêu thích thì gõ cửa, rồi có cãi nhau với người đó. Anh đã có một người ở với một người khác, ở có con, nhưng mà không phải là cái người phụ nữ này. Anh gõ cửa khách sạn motel đó với cái người phụ nữ, cãi nhau xong rồi anh giật cái điện thoại của người phụ nữ đó. Cái anh đi thì một hồi nữa cái người phụ nữ này đi bộ ra cái chỗ cây xăng á, để tiệm tạp hóa. Thì anh này mới lái chiếc xe mà anh đã sử dụng trong ngày Chủ nhật hôm qua, hôm 21 tháng 11 luôn. Anh lái chiếc xe đó, anh tới đó thì anh mới chặn cái cô phụ nữ này lại. Và cũng cãi nhau.
Rồi anh đấm vào mặt cô, tát vào người cô ấy. Xong rồi cô này chạy thì anh mới lấy chiếc xe của anh lao cán cái cô này. Tông thẳng vào người cô này thì là xe nó tông qua cái chân của cô đó. Bánh xe nó còn có cái vết ở trên cái quần của cô này. Cô này phải bị đi nhà thương. Và công tố viện lúc đó truy tố anh về tội đại hình là tấn công người nguy hiểm với một chiếc xe như vậy. Nhưng mà không hiểu tại sao một công tố viện đó lại chỉ cho cái tiền bail có 1.000 đô la thôi. Vào ngày 11 tháng 11, công tố viện của Wicosa đó cho có tiền bail có 1.000 đô la. Thế là vào ngày 16 tháng 11, anh nhờ người đã đóng được 1.000 đô la đó, anh đi ra ngoài. Anh đi ra và xảy ra vào ngày 21, tức là 5 ngày sau, anh lại lái chiếc xe, anh tông vào đám đông, gây ra tử vong cho 5 người. 5 oan hồn bị chết một cách tức tưởi, không có biết vì lý do gì. Rất là tội nghiệp. Thì quần chúng ở tại Waukesha đó, họ rất bất mãn với công tố viện. Là tại sao công tố viện cái vụ mà gọi là cán người trước đó 2-3 tuần thì lại cho cái tiền bond nó thấp quá, có 1.000 đô la anh ta ra được. Chính vì anh ta ra được cho nên anh ta mới gây một sự thảm họa cho cái cuộc diễn hành ăn mừng Giáng sinh và Tết. Tết Nguyên, Tết Tây đó thưa quý vị. New Year của Tết Tây. Họ bất mãn với công tố viện. Thì trưởng công tố viện nơi đó và các thẩm phán nói rằng là sẽ điều tra nội bộ xem thử tại sao lại có cái vụ để cho anh này đi ra ngoài với cái giá chỉ có 1.000 đô la đóng tiền thế chấp. Thưa quý vị, trường hợp đó mà nếu mà thí dụ như ở tại Houston, Harris County, anh này đã từng có tiền án thì một là anh không có được tại ngoại hậu tra, hai là tiền thế chân của anh ta phải lên tới vài trăm ngàn đô la, chứ không thể nào mà quá rẻ như vậy. Nên anh ta ra, anh ta bất mãn đời. Ta bất mãn đời. Cuộc đời anh thấy rằng là lúc nào cũng phạm tội, và phạm tội bây giờ đó là muốn trả thù đời. Hành động đó là hành động trả thù đời thưa quý vị. Lái chiếc xe tông vào đám đông không cần biết cái chuyện gì hết, coi như trả thù đời. Anh ta nghĩ rằng anh ta không có cái gì nữa hết, ta chết rồi cho người ta khác chết, chết theo. Hành động đó là hành động của con quỷ dữ khát máu. Tự mình gây biết bao nhiêu tội ác rồi, bây giờ khó khăn thì lại xách ra, là tôi nghĩ rằng là anh ta thấy khó khăn nên anh ta muốn coi như là những người khác cùng chết với mình cho đỡ tức. Thưa quý vị, đây là một trong những cảnh ở nước Mỹ. Nhiều người nghĩ rằng ở nước Mỹ sung sướng, chưa chắc vậy thưa quý vị. Nước Mỹ cỡ giống như vậy là rất là nhiều áp lực, phải làm rất là cực lực từ sáng tới tối, nhiều áp lực. Nếu không có làm thì không có tiền để trang trải những chi phí sinh hoạt thường ngày, nhà, điện, nước và đặc biệt là thuế. Nhà, điện, nước, thuế, các sinh hoạt. Nên có những người hỏi tôi, thưa anh Hùng, là một người như anh Hùng á, thì sống ở căn nhà này đó, một tháng thì phải trả bao nhiêu? Tôi nói rằng là nếu căn nhà này á, tôi không làm chủ mà thuê đó, thì trị giá thuê ở đây đó, cái căn nhà tôi 2 phòng ngủ, thì phải chừng 1.500 cho đến 1.800 đô la. Cái khu vực của tôi ở là 1.800 đô la. Xuống cái khu vực của Việt Nam, Bel Air đó, cái căn nhà này là 1.500 đô la.
mà khu vực Bel Air 1.500 đô la nó còn lụp sụp, chứ nó không phải giống như khang trang giống như căn nhà của tôi. Nếu mà một cá nhân mà muốn ở một như này nè, tức là chưa phải làm chủ đó mà thuê đó, thì dự trù thuê rẻ lắm là cũng 1.500 đô la ở đây, cộng với tiền các cái chi phí cuộc sống như là điện, nước, đồ ăn gì mấy cái đó thì lại rẻ, chỉ khoảng chừng 500 nữa thôi. Nếu mà ăn sang như tôi thì lên khoảng chừng 700-800. Không? Rồi tiền xe đó thì phải mua bảo hiểm, xăng nhớt. Thì một tháng trung bình đó, tiền xăng, tiền nhớt ở tại Houston, Texas tôi lái là khoảng chừng 4 bình xăng, mỗi tuần một bình. Mà bình xăng hồi trước đó là chỉ có 60 đô, bây giờ là 100 đô. Thì cộng lại thấy rằng là 1.500 nếu mà không có làm chủ nhà nha. 1.500 nè, tiền ăn uống rồi gì các chi phí khác là 800 nè, tiền xăng nhớt nữa là khoảng chừng cho rằng là 200-300 đi, thì cộng lại là khoảng chừng 2.500. Chưa nói nếu mà muốn đi kiếm bồ, tiền mời bồ đi đây đi đó nữa hoặc đi ăn á, thì ít nhất cũng khoảng vài trăm. Cho nên là nếu một người ở Mỹ bình thường, một công nhân mà xài một tháng vừa tiền túi là khoảng 3.000 đô la. Nếu mà làm một tháng 3.000 đô la thì là hết luôn, chưa nói trả tiền thuế cuối năm. Thấy không? Cứ cho rằng là bây giờ là Amazon trả lương căn bản rẻ nhất là 15 đồng một giờ. 8 giờ là một ngày á, là thành là 120 đô la. Mà làm mỗi một tháng chỉ được có 23 ngày thôi, 23 cho đến 24 ngày. Thì 120 đô la mà nhân cho 23, 24 ngày thì khoảng chừng quý vị đã thấy rằng là cũng đâu đó 3.000. Làm mà nếu lương căn bản 15 đồng một giờ chưa trừ thuế đó thì hết sạch bách. Còn nếu mà lương 20 đồng một giờ đó thì còn chút dư giả, tức là trung bình là một ngày 160 đô la thì nhân cho hai mươi mấy thì cuối cùng là một tháng là 4.000 mấy, 5.000 thì xài thì còn có dư chút đó. Đó là căn bản hay là hơn là chút xíu. Nên là ở Mỹ rất nhiều áp lực. Còn nếu có những vấn đề gì nữa về sức khỏe hay là căng thẳng với người yêu, thường thường đây là những cái vấn đề, cái mối xã hội căng thẳng thì mới xảy ra cái chuyện gọi là những người nổi điên như Andrew Brooks và trở thành bất cần đời, hận đời, cho nên mới tông vào đám đông làm cho 5 người bị tử vong và 50 người bị thương. Thật là đáng buồn. Và cũng đáng buồn cho Andrew Brooks, tại vì chính anh chứ không phải ai hết đó. Chính anh là kẻ suy nghĩ một cách nông cạn và tiêu cực. Nên anh mới để cho cuộc đời của anh là cả 10 lần dính với pháp luật rồi. Bây giờ lần này thì nặng lắm, 5 người bị tử vong, 50 người bị thương tích, không còn đơn giản. Đời của cái anh Darryl Brooks này 39 tuổi coi như không còn gì nữa. Nhưng nó cũng nói lên một thực trạng rất là đau lòng ở nước Mỹ. Có nhiều người bị áp lực về tâm lý. Họ mới xì cái áp lực đó ra bằng cách trả thù đời như Andrew Brooks. Tôi chia sẻ để quý khán thính giả hiểu rằng ở nước Mỹ làm thì có công việc làm đó, nhưng mà áp lực rất là nặng. Đừng nghĩ rằng Mỹ là một thiên đường. Qua Mỹ rồi thì là con người phải chạy đua để làm ra tài sản chi trả cho cuộc sống của mình. Không đơn giản đâu. Nên cũng xin thưa với quý khán thính giả ở Việt Nam, quý vị đi được qua nước Mỹ là điều tốt,
nhưng mà đừng nghĩ rằng nước Mỹ là thiên đường. Ở Việt Nam nếu quý vị có công ăn việc làm, áp lực ở bên Việt Nam nhẹ lắm, nhẹ hơn nhiều. Quý vị đừng có đứng núi này trông núi nọ. Đó là chia sẻ thật của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.